Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thịnh. Thời gian vừa qua thì mình đã rất là lâu rồi chưa ra một cái clip nào hết. Và ngày hôm nay mình ấp ủ một cái video mình chia sẻ với các bạn là làm thế nào để mình bắt đầu một cái kênh YouTube chỉ với một cái điện thoại. Và ngày hôm nay thì mình không sử dụng bất kỳ một cái máy ảnh nào hết. Và mình chỉ mang duy nhất một cái điện thoại, đó là iPhone 7 Plus, để mà quay cái đoạn video này. Tí nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn là làm cách nào để bắt đầu một kênh YouTube với chỉ duy nhất một cái điện thoại. Bất kỳ cũng được nha. Không nhất thiết phải là 7 Plus mà có thể sử dụng bất kỳ cái nào cũng được. Mình chỉ dùng cái 7 Plus để mình làm ví dụ minh họa cho các bạn thôi. Ok. Và ngay bây giờ thì mời các bạn như thường lệ, mời các bạn đi vào phần intro. Ok, và cái việc đầu tiên mà các bạn cần lưu ý để mà bắt đầu một cái kênh YouTube đó chính là các bạn phải có một cái thiết bị có thể dùng để quay video được. Chỉ cần một thiết bị có thể quay video được là các bạn có thể làm một cái video rồi. Và có thể là tự quay giống như mình hoặc là nhờ người quay giống như bên trên kia. Đó. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ một cái dòng điện thoại nào cũng được. Nhưng mà đối với mình thì mình đang sở hữu iPhone, cho nên là mình sẽ sử dụng iPhone để mà mình quay. Và cái việc mà mình có 7 Plus này thì nó giúp ích cho mình là mình có thêm một cái tiêu cự nữa, đó là khả năng X2 của cái máy ảnh. Cái việc mà các bạn có một cái video đẹp hay không thì nó không có quan trọng, mà quan trọng là khi mà các bạn bắt đầu một kênh YouTube, các bạn phải xác định là các bạn làm về cái gì, các bạn chia sẻ về điều gì, và các bạn phải có một cái chủ đề cụ thể. Các bạn nên nhớ là cái kênh của bạn, cái video của bạn phải làm về một chủ đề cụ thể thì nó mới có khả năng đưa cho người xem, người ta có một cái giá trị nào đó và người ta mới hứng thú, người ta ở lại xem cái video của bạn. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Như các bạn thấy thì kênh của mình nó làm về chủ đề nhiếp ảnh, tức là mình sẽ chia sẻ những cái kiến thức về nhiếp ảnh mà các bạn có thể áp dụng với bất kỳ một cái thiết bị nào. Còn đối với một số cái kênh khác, ví dụ như kênh Giang ơi thì sẽ chia sẻ về cái hành trình làm người lớn. Ví dụ như kênh của Làm Phim Nghiệp Dư, kênh của anh Cường thì lại chia sẻ về Làm Phim Nghiệp Dư, chia sẻ về những cái mánh làm phim và đồng thời cũng là chia sẻ về những cái thiết bị làm phim. Và kênh của Tùng Phạm, ví dụ kênh của Tùng Phạm thì lại cũng chia sẻ về nhiếp ảnh giống mình. Hoặc là kênh của anh Cọc Đinh thì lại chuyên về travel, tức là cũng chia sẻ về kiến thức, cũng chia sẻ về dựng phim nhưng mà lại liên quan tới dựng phim travel. Các bạn có thể chọn bất kỳ một cái chủ đề nào, các bạn không nhất thiết là phải follow hoặc là phải theo. Ok, máy bay bay ngang qua nó to quá trời luôn. Và các bạn không nhất thiết là phải bắt trước bất kỳ ai hết, mà các bạn có thể xây dựng cái kênh với cái nội dung riêng của mình. Ban đầu thì các bạn có thể sao chép, nhưng mà về sau các bạn có thể bùng xõa và các bạn có thể tự do đi theo đuổi cái đam mê của mình, gọi là theo đuổi cái hình tượng riêng của mình. Đó. Và đến cái yếu tố thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn thấy ở đây thì cái yếu tố thứ hai là mình sẽ nên sử dụng một cái micro rồi, để mà có thể tăng cái chất lượng âm thanh. Như theo kinh nghiệm của mình thì ví dụ như khi mà các bạn nghe cái âm thanh giống như thế này, giống như khi mà mình nói chuyện mà các bạn nghe lạo xạo như thế này, các bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu với mình, đúng không? Hoặc là các bạn nghe âm thanh phát ra từ cái môi trường giống như thế này thì các bạn không thể nghe được rõ cái tiếng của mình. Cho nên là cái việc mà các bạn có một cái nguồn âm thanh tốt thì nó sẽ khiến cho người xem người ta cảm thấy là người ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và không bị khó chịu bởi những cái âm thanh phiền toái phía bên ngoài. Bởi vì ví dụ như mình sử dụng những cái máy ghi âm giống như thế này nè. Đó, các bạn thấy tiếng xe đi qua không? Thì khi mà mình mở cái loa thường á thì tiếng xe nó sẽ rất là lớn. Và khi mà mình sử dụng những cái micro định hướng giống như thế này á thì nó sẽ chỉ tập trung vào cái phần âm thanh mà phát ra ở gần cái nguồn, ví dụ như là miệng của mình thôi. Nó sẽ tập trung cái phần âm thanh ở gần này thôi. Thì đây gọi là những cái máy thu âm, những cái máy ghi âm. Và hoặc là các bạn có thể mua những cái loại micro mà mình để một cái danh sách dài ở đây. Có rất là nhiều loại micro mà các bạn có thể sử dụng với cái điện thoại hoặc là đeo giống như mình đây. Thì đối với mình thì đây là một cái máy ghi âm rất là nhỏ gọn mà mình có thể tận dụng, mình sử dụng nó rất là nhiều hoàn cảnh khác nhau. Và với việc mà sử dụng micro là cái, đó là cái yêu cầu thứ hai khi mà các bạn muốn bắt đầu một cái kênh YouTube. Và bây giờ mình cùng đến với cái yêu cầu thứ ba. Và cái vấn đề thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là
hồi nãy giờ mình chia sẻ với các bạn hai điều rồi đúng không? Hai điều bắt buộc phải có để mà có thể bắt đầu một kênh YouTube, đó chính là kể lại nha. Thứ nhất là mình phải, không sao, bây giờ mình có micro rồi. Thứ nhất là mình phải có một cái nội dung cho cái kênh của mình. Thứ hai là mình phải có một cái micro để mà mình có thể thu âm tốt hơn. Ngay từ đầu mình đã nói là mình phải có một cái thiết bị có thể quay được. Thì bạn có thể dùng bất kỳ một cái thiết bị nào. Sau cùng cái yếu tố thứ ba mà các bạn cần có, tức là cái khả năng edit video. Các bạn có thể bắt đầu bằng những cái điều cơ bản nhất. Thì cái khả năng edit video này là sao? Thì căn bản là các bạn có thể gom, các bạn có thể cắt ghép, chỉnh sửa làm sao cho nó ra được cái nội dung đúng ý mình. Thì cái này mình phải bắt đầu mình học để mà có thể xây dựng một cái nội dung cơ bản. Các bạn có thể tìm hiểu thêm trên máy tính. Ví dụ như là Sony Vegas nè, có Premiere Pro nè, có DaVinci Resolve nè. Đó thì có rất là nhiều những cái ứng dụng để mà các bạn có thể edit video. Thì các bạn cứ tìm tòi và các bạn cảm thấy là cái phần mềm nào nó dễ xài nhất thì các bạn cứ dùng. Thậm chí là các bạn có thể sử dụng ngay cả trên cái điện thoại luôn. Ví dụ như trên iPhone thì mình nhớ là mình sẽ có một cái phần mềm là LumaFusion. Nó có giá là 450. Cái yếu tố thứ ba này á, nó chuyên nghiệp á, thì nó sẽ làm cho cái video mình nó trở nên hay hơn. Còn nếu mà không có chuyên nghiệp, mình không có chuyên nghiệp thì đừng có sợ nha. Các bạn vẫn có thể làm được bình thường, các bạn có thể tập từ những cái cơ bản, những cái nhỏ nhất. Đó, và ngay bây giờ thì mình sẽ cùng show cho các bạn xem. Nếu như mà các bạn tận dụng được cái khả năng edit video á, thì các bạn chỉ cần dùng một cái điện thoại, các bạn cũng có thể xây dựng những cái đoạn video hết sức là dễ thương. Ví dụ. Vâng, và xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với vlog hướng dẫn trồng cây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được diện kiến một cái cây ớt mà mình mua ở ngoài tiệm cây, đem về và mình không chăm sóc gì hết, mình để nó ở ngoài sân thượng. Và thế là tất cả những trái ớt chín nó đều bị khô quéo hết trơn. Đó, cho nên bây giờ mình phải tiến hành tưới nước cho nó. Vâng, và xin chào tất cả các bạn. Rồi, trời ơi, trồng cây có ai trồng như tôi không? Ok, và các bạn hoàn toàn có thể tự xây dựng một cái không gian studio mini bằng một cái ghế như thế này. Ví dụ như ở đây mình sẽ hướng dẫn trồng một cái cây chẳng hạn. Mình sẽ bắt đầu vào trong cái chế độ này. Và mình sẽ chuyển qua chế độ quay video, mình x2 nó lên. Rồi, đó mình sẽ test khung hình thử. Ví dụ mình sẽ cho nó vào trong cái chậu này. Đó, như các bạn thấy. Thì khung hình nó sẽ trở nên rất là chuyên nghiệp. Wow, nhìn chuyên nghiệp phải chữ. Rồi, nếu mà được thì các bạn có thể trang bị thêm một tí đèn. Ở đây mình sẽ sử dụng hẳn một cái đèn. Nhưng mà các bạn có thể mua hoặc là các bạn có thể dùng cái ánh sáng tự nhiên mang ra gần cửa sổ chẳng hạn. Đó, như mình vừa bật cái đèn lên nha. Là một cái chậu để ngay giữa. Và đây là những cái cây mà mình sẽ trồng vào, sẽ cho đất vào. Ngon. Này, mình sẽ bắt đầu trồng cây vào. Được 3 cây. Và cái kinh nghiệm gọi là cái kinh nghiệm bonus thêm. Sao đâu. Và cái kinh nghiệm bonus thêm mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái việc mà mình biết là khi mà các bạn mới bắt đầu thì chắc chắn là các bạn sẽ rất là ngại ngùng khi mà đứng trước máy quay như thế này. Và các bạn muốn loại bỏ nó khỏi cái đầu của mình đó thì các bạn cứ tự tin, giống như vừa nãy giờ mình làm đây, người đi quay lại kệ người ta. Suy nghĩ đi, mình quay mình kệ người ta, đừng có quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Lúc đầu nói thì rất là khó nhưng mà càng về sau thì cái mặt mình á giống như kiểu đắp mặt nạ vậy đó. Cho nên là mình sẽ không lo ngại gì vấn đề mà có người đi qua đi lại nữa. Mình cố gắng mình đi ra ngoài mình tập luyện, mình quay càng nhiều càng tốt. Thì lúc đó cái tự nhiên cái tinh thần của mình trở nên thoải mái hơn khi mà mình đứng ở ngoài mình quay và mình không có sợ gì hết. Đó là cái chia sẻ của mình khi mà mình mới bắt đầu. Như những cái video đầu tiên á, các bạn xem á, mình quay cả 100 lần mới được một đoạn, đứng trước cái ống kính thôi đã thấy sợ rồi. Nhưng mà ngày hôm nay mình đã ra ngoài đây và đứng giữa dòng người qua lại
mặc dù rất ít thôi, mình sợ khi mà đi vô trong mấy chỗ mà đông người á, người ta nhìn mình cũng rất là ghê, cho nên mình phải kiếm mấy chỗ vắng vắng như vậy này. Đó, cho nên là bạn cứ thoải mái tự do mình quay trong cái khả năng của mình. Các bạn nhớ nha, chỉ cần một cái thiết bị là cái máy quay, một cái máy ghi âm và một cái câu chuyện để kể. Mình gom lại đó ba cái, cộng thêm cái khả năng hậu kỳ nữa là 4 cái, cộng thêm cái sự dạng trước camera nữa, cộng thêm nếu mà nhờ được một người hỗ trợ để quay camera, quay video giống như thế này giống như nhà em mình đang cầm quay á, thì lại càng tốt. Còn nếu như mà không á, thì các bạn có thể tự tay cầm cái camera lên và đi quay, đâu có sao đâu, đúng không? Ok, hiện tại có rất là nhiều YouTuber ở Việt Nam mình đang sử dụng cái điện thoại để mà có thể quay vlog. Và không nhất thiết là mình phải có một cái thiết bị đắt tiền giống như là một cái máy ảnh để mà có thể bắt đầu kênh YouTube. Các bạn có thể bắt đầu từ cái điện thoại của mình. Thì sau dần á, nếu mà các bạn muốn nâng cấp lên cái chất lượng hình ảnh tốt hơn á, video nó xịn và rõ nét hơn và có xóa phông lung linh ảo tung chảo á, thì các bạn có thể nâng cấp lên những cái dòng máy ảnh thay ống kính, hoặc là những cái dòng compact nhỏ gọn để mà có thể đi du lịch và có thể sử dụng nó. Còn điện thoại là một giải pháp rất là tuyệt vời để mà các bạn có thể bắt đầu. Các bạn tin mình đi, ngay bây giờ các bạn hoàn toàn có thể bắt đầu với chính cái chiếc điện thoại của mình. Cuối cùng thì mình xin cảm ơn 7S vì đã cho mình mượn cái chiếc 7 Plus để mà có thể quay video này. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn có thể nhấn vào link bên dưới để mà có thể xem cái giá bán chi tiết của hiện tại của chiếc 7 Plus này để ủng hộ cho mình nữa nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hãy subscribe cho